Nói tóm lại là phải nghe lời mẹ. Ngày mai đi tìm việc khác liền. Con không có nghỉ đâu. Khói thù rồi à, hả? Giờ mẹ đánh chết con luôn, con cũng không có nghỉ đâu. Mẹ, để con phụng cho. Chào bác. Đúng là lâu quá mới gặp. Tôi thừa nhận mình thua cuộc. Tốt, từ ngày mai cậu có thể đến Thành Phát làm việc. Tôi sẽ làm việc cho chú, nhưng mà không phải ngay bây giờ. Em hãy sắp xếp giúp anh một cuộc hẹn gặp chị Thủy. Chỉ cần chúng ta thắng được vụ kiện của chị Thủy thôi. Làm sao đảm bảo anh thắng kiện? Giấc mơ của mẹ phát sóng 20 giờ thứ 2, 3, 4 xem đồng thời trên Vion.